Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh ngày hôm nay nha. Bây giờ Amy sẽ vẽ cho cô khách này bốn ngón nha các bạn. Hai ngón danh với hai ngón cái. Rồi bây giờ Amy sẽ bóc những cái lá ra đó các bạn. Mẫu này mẫu của cổ đem lại cho Amy vẽ luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ ngón cái nha. Ngón cái ở dưới đây thì mình vẽ lên. Rồi bây giờ mình cũng sẽ bắt những cái lá đây. Này mình vẽ bằng màu keo luôn nha các bạn. Được cái đuôi mì và cái lá nó hơi nhỏ nhỏ một tí. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi nha. Mình vẽ cái nhánh cây trước. Rồi qua bên đây cũng vậy. Đây thì mình vẽ lên đây vẽ xuống nha. Rồi bây giờ vẽ những cái lá nè. Rồi bây giờ tới ngón cái nha. Ngón cái thì mình vẽ bên đây và vẽ lên. Rồi mình cũng chờ một khoảng trống đó nha. Bắt đầu mình vẽ lá trên đây. Nhỏ thì mình vẽ cái lá nhỏ nhỏ lại một tí. Rồi mình tô lại đây. Rồi bây giờ mình qua cho hơi bên đây nha các bạn. Đó, vậy là mình đã xong được mấy cái lá nhỏ nhỏ này đó ha. Rồi mình cho hơi tí xíu cho ráo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một tí màu vàng ra đây. Rồi, chấm màu vàng ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một tí màu trắng nữa. Rồi bây giờ mình chấm nhị vàng nha các bạn. Rồi nhị vàng mình chấm ngay đây với một cái mình coi rồi, một cái nhị vàng bên đây. Rồi hai cái nha. Ở đây mình chấm một cái nhị vàng. Một cái nhị vàng bên đây. Rồi qua đây cũng vậy, mình phải chấm cho nó đối nha. Cái nhị vàng nằm ở đây. Cái nhị vàng nằm ở góc này. Rồi bên đây cũng vậy. Cái nhị vàng nằm trên cái cành cây nè. Một cái nhị vàng là nằm ở cái góc bên đây đây. Đó. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Hơi tí xíu rồi. Rồi mình cũng sẽ lấy một cái cọ giấy lai nữa. Mình hơi cho cái màu keo nó ráo ráo lại đó các bạn. Rồi bỏ vào bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bông nha. Rồi mình sẽ vẽ cái bông nè. Cái bông mà cái đầu chấm tròn nha các bạn. Rồi đây mình chấm đây một chấm ha, đây một chấm ha. Rồi đây mình sẽ chấm đây, chấm màu trắng nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đầu của cọ giấy lai là mình kéo vô nha. Kéo vô cho nó dính vào cái nhị đó các bạn.
Rồi ở đây cũng vậy. Đó, bạn thấy không, mình kéo vô đây. Rồi vậy là mình đã xong cái bông. Rất là đơn giản luôn. Rồi qua bên đây cũng vậy. Bên đây bây giờ mình sẽ chấm đây nha. Chỗ này nó rộng, có thể là mình chấm 4 cánh hoa. Tùy theo cái khoảng cách mà mình chấm cánh hoa nha các bạn. Rồi, mình chấm trước. Rồi giờ đây vậy mình chấm cái bông đây. Các bạn thấy cái mẫu nó cũng rất là đơn giản ha. Mình làm từ từ thôi. Rồi mình chấm nó hơi bự, không sao, để luôn. Cái nào bự thì mình khỏi kéo. Rồi rồi đây các bạn thấy mình kéo vô chút và nhìn cái nét bông nó liền lại. Rồi đây cũng vậy nè, chứ mình cũng không cần làm gì nhiều, mình chấm tròn rồi mình lấy cái đầu mình kéo vô cho cái nét bông nó liền lại thôi. Rồi đó, như vậy là mình đã xong rồi đó các bạn, hai ngón bên đây. Rồi bây giờ qua hai ngón bên đây mình cũng làm y cái thao tác như hai ngón bên kia luôn. À, giờ mình chấm nha. Hello, wait for me a few minutes. Cái thẹn của em mình vô rồi. Xong rồi đó, giờ mình chấm đây nha. Các bạn thấy rất là đơn giản luôn, rất là dễ làm. Rồi bây giờ mình chấm qua bên đây luôn. Đây một lát là mình kéo một lần một luôn đó. Tùy theo khoảng cách là mình muốn chia cái bông mấy cánh thôi nha các bạn. Rồi kéo đây rất là dễ đó, bông với cái góc này mình vẽ được cái bông nó bự hơn cái bông ở trên kia. Rồi đây giờ mình kéo vô, các bạn thấy một cái thao tác nhỏ mình kéo vô thôi là cái bông nó khác liền ha. Rồi bên đây cũng vậy. Nó các bạn thấy rất là dễ. Nó rồi. Rồi. Đó, vậy là mình đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho hai tay bên đây chút xíu nha, rồi mình sẽ bỏ hai cái tay cầm phao cho các bạn coi nha các bạn. Rồi, rất là dễ luôn. Rồi đây là các bạn thấy không, cái mẫu rất là đơn giản. Hai ngón danh nè, nó đối với nhau luôn. Rồi hai ngón cái nè. À, như vậy là em mình đã xong, hoàn thành xong 4 món vẽ cho khách này ngày hôm nay nha. Bây giờ em mình bỏ nước bóng lên nữa là em mình đã hoàn thành nha. Em mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của em mình nha. Em mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.